Xin chào tất cả anh em, chào mừng em quay lại với kênh xe hai thế giờ ạ. Video này em sẽ lên cho anh em về giá xe và tổng bánh cho chiếc xe TOTA Cross. Chiếc xe TOTA Cross đó đang cạnh tranh trực tiếp và khốc liệt nhất đó là chiếc xe Hyundai Tucson ạ. Chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản 2022, giá xe nó tăng lên khá là nhiều nhưng mà các tính năng option thì rất là nhiều anh em nhá. Vậy thì chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản 2022 ra mắt thì rất là thành công. Vậy thì chiếc xe TOTA Cross đang có chương trình khuyến mại cho cả ba phiên bản như nào để cạnh tranh trực tiếp lại với cả chiếc xe Ray Tucson thì em phép giới thiệu cho anh em một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn anh em muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì anh em hãy comment phía dưới mình nhá để sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn anh em mà chưa đăng ký kênh em thì anh em hãy đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh xe bốn giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, em xin phép đi vào vấn đề chính luôn ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Toyota Cross bản Hybrid, bản 1.8 Hybrid ạ. Đó là bản cao cấp nhất của dòng xe Toyota Cross anh em nhé. Với giá miếc của chiếc xe này đang là 910 triệu ạ. Chiếc xe Toyota Cross đó là chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc, xe không được hỗ trợ thuế trước bạ 500 từ nhà nước. Vậy thì chiếc xe Toyota Cross này khi áp dụng các chương trình khuyến mại trong tháng 1 năm 2022 này thì lăn máy giờ đang là 1 tỷ 073 triệu ạ. Xin lỗi ạ, à, 1 tỷ 037 triệu ạ. À. Còn ở uh, trả góp thì đang là 324 triệu thôi ạ. À. Còn ở uh, tỉnh thì đang là 1 tỷ tròn. Trả góp thì đang là 288 triệu ạ. À. Còn ở uh, thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 018 triệu. Trả góp thì đang là 305 triệu ạ. À. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, tặng phụ kiện ra sao, chi tiết bánh như nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Toyota Cross bản 1.8V ạ. À. Với giá miếc của chiếc xe này đang là 820 triệu ạ. À. Khi bao dụng các chương trình khuyến mại trong tháng 1 năm 2022 này thì năm bánh nội giờ đang là 936 triệu ạ. À. Trả góp thì đang là 294 triệu ạ. À. Còn ở tỉnh thì đang là 901 triệu, trả góp thì đang là 260 triệu ạ. À. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 919 triệu, trả góp thì đang là 277 triệu ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link, đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em muốn gửi về giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp, lãi suất ngành như nào thì em điền thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, loại xe can tâm, hình thức trả thẳng trả góp để em, để em gửi lại các thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất cho anh em ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Toyota Cross bản 1.8G ạ. Nó bản thấp nhất của dòng xe Toyota Cross anh em nhá. Với giá miếc của chiếc xe này đang là 720 triệu ạ. Khi mà dụng các chương trình khuyến mại trong tháng 1 năm 2022 này thì lăn bánh nội đang là 824 triệu, trả góp thì đang là 261 triệu thôi ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 791 triệu, trả góp thì đang là 228 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 809 triệu, trả góp thì đang là 246 triệu ạ. Các chi phí mà em đã tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ này, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đồng bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ạ. Còn một số các chi phí chưa tính vào cho anh em đó chính là bảo hiểm thân vỏ. Bởi vì bảo hiểm thân vỏ nó là bảo hiểm tự nguyện. Anh em có muốn mua hay không mua thì phụ thuộc vào anh em thôi. Trừ khi anh em phải mua trả góp qua ngân hàng Mới bắt buộc là phải mua tối thiểu một năm ạ Ok vậy video này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe Tổng bánh Chương trình khuyến mại Cho 3 phiên bản của chiếc xe Toyota Cross Rất là chi tiết cụ thể rồi Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây Anh em có thấy hay thì bấm like Đăng ký kênh em nhé Để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ các dòng xe của Toyota cũng như các xe khác nhau Như là Hyundai, Kia, Mazda VinFast, Mitsubishi, Nissan Ford Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW cũng như rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam. Ok, xin phép em sẽ dừng về video đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe.